Bây giờ mình coi cái bài người ta yêu cầu cái gì ha. Thứ nhất là mình nhập vào N, đúng không ạ? Như vậy N là sẽ nhập vào trên màn hình, đúng không các bạn? N này sẽ cho biết là cái số phần tử. Số phần tử làm sao? Số phần tử sẽ có trong mảng, đúng không ạ? Rồi, lại yêu cầu mình là hãy phát sinh một cái mảng mà có giá trị ngẫu nhiên trong khoảng từ mấy? Từ 0 đến 10 ha. Rồi, và cái kết quả mà mình xuất nó ra sẽ là cái mảng được phát sinh ngẫu nhiên đó và tổng giá trị các phần tử trong mảng. Như vậy đầu tiên á, bạn phải cho người dùng người ta nhập cái phần tử N. Rồi sau đó bạn vừa khai báo, bạn vừa khởi tạo một cái mảng ha, một cái mảng có số lượng phần tử chính là cái N mà người dùng người ta làm sao? Người ta nhập vào, đúng không các bạn? Như vậy là ở cái dòng này là mình vừa gì? Mình vừa khai báo mà mình vừa khởi tạo. Mình khai báo một mảng array kiểu integer, đúng không ạ? Và mình khởi tạo cái mảng này kiểu integer và có chiều dài là chính là cái gì? Là cái n, đúng không? Mà người dùng người ta mới nhập. Rồi, sau đó mình khai báo một cái biến tổng để lát nữa mình chứa cái gì các bạn? Mình chứa tổng giá trị của tất cả các phần tử trong mảng, đúng không ạ? Ha. Rồi mình có một cái chuỗi để làm gì? Để mình đưa các cái phần tử này thành một chuỗi và mình in cái chuỗi này ra đâu? In cái chuỗi này ra màn hình cho người dùng người ta coi, đúng không ạ? Rồi, thì hồi nãy cô có nói với bạn là để mà làm ra một cái số kiểu random thì bạn phải khai báo một cái biến random kiểu random ha các bạn ha. Random error tức là biến error này có kiểu là random và bạn khởi tạo luôn cho nó ha bằng new random. Rồi. Vậy thì có phải bây giờ là mình tạo ngẫu nhiên n phần tử có giá trị từ 0 đến 10 đúng không ạ? Vậy mình dùng cái vòng lặp đi từ mấy đến mấy? Từ 0 đến n trừ 1 thôi, đúng không? Đồng ý với cô không? Ha, từ 0 đến n trừ 1 thôi. 0 đến y nhỏ hơn n tức là nó hợp lệ khi bằng n trừ 1 là nó dừng, đúng không các bạn? Và mình sẽ tăng lên là bao nhiêu đơn vị? Một đơn vị thôi. Và để phát sinh ra một phần tử ha random thì bạn dùng dùng cô cái phương thức là next, còn ở đây giá trị của nó là integer đúng không các bạn? Bạn khai báo cái mảng này là các giá trị trong mảng kiểu integer chứ gì, đúng không? Thì là next integer. Và ở đây cái phương thức này truyền vào 10, lý do là tại sao? Tại sao các bạn? Tại vì là yêu cầu là giá trị của từng phần tử gì? Phần tử này sẽ từ mấy đến mấy? Từ từ 0 đến đến 10, đúng không ạ? Rồi, thế thì một lần như vậy thì nó sẽ ra cho bạn một giá trị random bất kỳ và nó gán cái giá trị này nè vào đâu? Vào cái phần tử AI ha. Phần tử A thứ y. Rồi, người ta yêu cầu bạn làm luôn là tính tổng. Thì nếu như mà bạn phát sinh xong hết, rồi bạn dùng một cái vòng lặp mới bạn tính tổng cũng được. Còn nếu bạn làm biếng thì thôi, nó phát sinh ra phần tử là có giá trị rồi thì bạn cộng luôn vào cho tổng cũng được luôn. Đồng ý không? Ha. Còn nếu không thì bạn phát sinh ra đi đã rồi lát nữa bạn dùng cho cô một cái vòng lặp mới đúng không? Rồi bạn tính tổng cũng được luôn. Ha. Rồi tính tổng rồi thì đồng thời là cũng tạo ra một cái mảng chuỗi để chứa cái gì? Chứa cái phần tử này luôn. Thì tại sao ở đây cô để là cái khoảng trắng này? Là để cái phần tử này nó cách cái phần tử kia bằng một cái gì? Một cái phần khoảng trắng ha. Và cái mảng chuỗi này là nó kiểu chuỗi đúng không? Nó ráp từng cái phần tử AI của mảng vào cái mảng chuỗi này để nó in ra. Như vậy thì sau khi mà bạn dùng một cái vòng lặp như thế này xong rồi là bạn vừa có được cái mảng phát sinh là cái mảng chuỗi này và bạn vừa có được cái tổng mà người ta yêu cầu, đúng không ạ? À? Ha. Thế thì bây giờ mình chạy thử coi. Bạn nhập n, ví dụ cô nhập n bằng 10 đi. Ha. Như vậy là nó sẽ phát sinh cho cô một cái mảng ngẫu nhiên có bao nhiêu phần tử? 10 phần tử. Đó, thì nó sẽ ra là 5 2 4 7 3 3 4 5 3 4. Và
đồng thời nó cộng tổng các cái phần tử này lại và nó in ra cho cô luôn là bằng 40 ha. Thì các bạn, cô nhấn mạnh là bạn viết theo kiểu này cũng được, còn nếu không á, bạn chưa quen thì bạn không nên viết tắt, bạn làm dùm cô thêm cái vòng lặp. Chẳng hạn bạn làm ba cái vòng lặp, một cái là phát sinh, bạn không tính tổng, bạn không in chuỗi, bạn làm cái mảng, cái for này chỉ để phát sinh thôi ha. Rồi cái for này là để bạn tính tổng cũng được nha các bạn, tức là chỗ này là for này chỉ được để tính tổng thôi, không phát sinh. Và lúc này á thì mình đã có cái mảng array rồi, đúng không các bạn? Có giá trị rồi thì mình chấm cái gì? Chấm len, đúng không các bạn? Nãy mình nói rồi, chiều dài. Vậy được không? Rồi mình vừa tính tổng, mình vừa in cũng được. Mà các bạn tách nó ra, bạn tính tổng xong, rồi bạn mới lại in thì cũng được. Tiện thì mình dùng một for cho ba chuyện. Còn nếu mình không quen thì mình cứ làm theo kiểu truyền thống là mình làm cái gì? Ba for cho ba chuyện ha. Thì chỗ này mình bỏ đi, được không? Ha các bạn ha, chỗ này sẽ là gì? Này là in này. Thì nhìn nó sẽ rõ ràng hơn ha. Nếu mà bạn viết bạn thấy các cái dòng code nó chạy ra, chạy vào, chạy ra, chạy vào mà nó không đẹp á, bạn dùng cô tổ hợp phím là Shift Alt F là nó sẽ đẹp như vậy nè. Thấy không ạ? Nếu mà bạn rõ ràng khi bạn enter xuống dòng các bạn thấy code nó chạy ra chạy vô chạy ra chạy vô lum đúng không, thì dùng cô tổ hợp phím Shift Alt F là nó đẹp. Rồi bây giờ mình lưu nó lại, mình chạy thử lại lần nữa coi nó có đúng không nha. Rồi cô cũng nhập n bằng 10 ha, nó vẫn xuất và nó in bình thường đúng không các bạn. Do đó nếu như bạn cảm thấy đủ tự tin thì bạn có thể gom 3 cái bạn viết trên một for thôi. Nếu bạn nhắm bạn không đủ tự tin để viết như vậy thì bạn cứ tách ra. Đầu tiên người ta yêu cầu bạn phát sinh cái gì thì bạn phát sinh cái đã đúng không? Sau đó người ta yêu cầu bạn tính tổng cái gì thì bạn tính tổng cái đã. Rồi cuối cùng người ta bảo bạn in chuỗi mảng ra thì bạn hãy in chuỗi mảng, được không ạ? Ha, tùy nha chứ không ép làm theo cách nào cả. Rồi bây giờ các bạn làm cho cô cái bài này nha các bạn.